Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi, happy birthday là sinh nhật Play Twitter mừng 2 tuổi nha các bạn ơi. Và ta-da, mình là top 1 Papi đây. Và mình cũng xin là chúc cho game của chúng ta là ngày càng phát triển hơn nữa. Và mình cũng mong là sắp tới game cũng sẽ ra những cái tính năng mới đó, thật là hấp dẫn và hay ho hơn nha mọi người. Đó, và sẽ là đột phá hơn nữa để là hấp dẫn người chơi đó, để thu hút thêm các người chơi khác đó, để cho game chúng ta là ngày càng phát triển hơn nữa. Yes. Và đó là những cái lời chúc của mình dành cho sinh nhật Play Together lần thứ 2 nha mọi người. Và trong tương lai thì các bạn mong chờ điều gì ở trong Play Together đó thì các bạn hãy là comment phía bên dưới video này cho mình biết nha. Đó, ví dụ là các tính năng mới đó, các sự kiện mới gì đó thì các bạn hãy là comment để góp ý cho Play Together nha mọi người. Rồi thì đây cái phần quà mã code mới của chúng ta đó trong cái sự kiện sinh nhật nha các bạn ơi, các bạn hãy nhanh tay nhập vào nha. H2ND BDBT23 nha mọi người. Đó, ok. Và cái mã code của chúng ta gồm là 100 xu 2 năm đó, một cái phép quay coupon và 3 hộp quà bánh sinh nhật nha các bạn ơi. Đó, trong đó thì có chứa cái đồ sinh nhật đặc biệt đó các bạn ơi. Đó, mà không biết là mình mở ra có được bộ đồ hay không đây. Một cái giỏ kẹo nè các bạn ơi. Wow, được một cái bộ đồ. Đó, bộ đồ bánh kem nè các bạn ơi. Rồi thêm một cái giỏ bánh nữa. Hình như là mình đang thiếu cái nón các bạn. Đó, cái set này là thiếu cái nón nha mọi người. Mình chỉ được cái áo thôi các bạn ơi. Hình như là cái nón mình để ở nhà rồi. Đó, là cái bộ đồ bánh kem nè các bạn. Ok, các bạn nhớ nhanh tay nhập nghe code này nha. A few moments later. Rồi, vậy đó cái phần mở đầu chúc mừng sinh nhật game của chúng ta đó. Vậy bây giờ mình sẽ là hướng dẫn các bạn làm các nhiệm vụ trong cái phiên bản cập nhật mới này nha mọi người. Rồi, và mình sẽ là nhận cái phần quà đăng nhập ngày thứ nhất. Đó là 1000 tiền sao. Và cái ngày 28 là chúng ta sẽ nhận một cái chiếc xe xịn sò luôn các bạn ơi. Chiếc xe bánh kem nha mọi người. Rồi thì chiếc xe này cũng giống như chiếc xe mà mua bằng tiền mặt ở trong shop các bạn. Mình đã có một chiếc xe màu hồng rồi. Thì là game tặng cho chúng ta một chiếc xe màu xanh trong cái sự kiện sinh nhật luôn. Đó, và mình thấy chiếc xe này cũng xịn sò hơn cái chiếc xe mua bằng tiền nữa các bạn ơi. Cái màu phối màu rất là đẹp nha. Và nhắc tới xe thì mình sẽ có một chiếc xe mới nữa. Đó, dành cho các bạn luôn. Và tada, rồi các bạn ơi, siêu VIP, đó, siêu phẩm của chúng ta. Siêu xe trong cái gói VIP mới này các bạn ơi. Đó, gói Cyber nha mọi người. Và các bạn nào mà mong chờ cái gói VIP Batman quay trở lại thì hãy là quên đi cái gói VIP đó đi các bạn ơi. Vì là cái chiếc xe gói VIP này cực kỳ xịn sò luôn đó. Đó, mình thấy là cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Và chiếc xe này là cực kỳ tương lai luôn. Đó, có các phát sáng dễ quen mọi người dưới cái bánh xe đó các bạn. Đó, và cái đèn viền xung quanh đó, chiếc xe nữa mọi người. Có cái màu tím nha, rất là đẹp. Và đây là chọn bộ VIP mới của chúng ta nè mọi người ơi. Gồm lại một chiếc xe nè. Đó, chiếc xe này mình nghĩ là tốc độ là 6 chấm đó các bạn. Một cái tóc cũng đẹp nữa mọi người. Một cái kính, đó, kính cực kỳ xịn luôn. Và một cái bộ đồ. Rồi, một cái khuôn mặt. Và mình thấy có cái nội thất, hình như là cái đồ để chân xe mọi người. Đó, cái cục tím tím đó các bạn. Rồi, ok, rất là hóng luôn nha. Và đây là tất cả những vật phẩm trong cái gói VIP Cyberpunk này. Đó, của nữ luôn mọi người ơi. Nhưng mà rất là đẹp. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các nhiệm vụ trong cái sự kiện sinh nhật lần này. Đó, để chúng ta là nhận cái xu 2 năm và là đổi cái vật phẩm đĩa bay nha các bạn ơi. Đó, phần thưởng cuối cùng của chúng ta. Và đây là các vật phẩm đó để chúng ta dùng xu 2 năm để đổi nha mọi người. Đó, có hai bộ đồ màu tím rất là đẹp ở cái cuối cùng luôn. Và đây là cái cách để chúng ta là kiếm cái xu 2 năm nha các bạn ơi. Đó, có rất là nhiều cách. Đó, nhận thưởng miễn phí mỗi ngày nè, mua về mang đồ ăn đến nè. Đó, sửa chữa tàu vũ trụ nè. Đó, trang trí tàu vũ trụ nè mọi người ơi. Rồi, và thêm một cái là nuôi bé alien. Đó, chúng ta sẽ có làm các nhiệm vụ ở đây. Thì là tí mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các nhiệm vụ ở đây luôn. Đó, giúp đặt phụ ke nè, mua đồ ăn cho Franklin nè. Đó, chụp ảnh trước cái bánh kem kỷ niệm 2 năm nè mọi người. Wow, thì đây là cái bong bóng. Đó, bong bóng sinh nhật của chúng ta các bạn ơi. Bong bóng khinh khí cầu size XXL. Đó, rất là to luôn các bạn ơi. Rồi, và thêm cái phần thưởng bảo trì định kỳ. U là trời, tặng 3 cái quan sát nữa các bạn. Sao không cho là kim cương ta. Rồi, u ra trời, xấu viên đá quý nè các bạn. Rồi, và đầu cái video mình quên là các bạn nhớ chăm được like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình đang móc tiếp theo là 30.000 người đăng ký nha. Đó, và trong cái nhiệm vụ sự kiện mới có một cái đó chính là chế tạo sơn dạ quang. Đó là cái vật phẩm chế tạo mới nha các bạn ơi. Đây đây các bạn ơi. Đó, và chúng ta cần các vật liệu đó chính là 3 con bướm, bướm trắng nè, bướm xanh nè, bướm vàng. Và là 10 chai nước nha các bạn ơi. Đó, mình đã bắt hết rồi. Mấy con bướm này rất dễ bắt thôi. Đó, chai nước là các bạn sẽ đặt tới chỗ này mua nha. Đó, quầy bán nước các bạn ơi, các bạn mua 10 chai cho mình. Rồi, và mấy con bướm thì các bạn có thể là ra ngồi chỗ và lấy da này. Đó, hay camping đó mọi người, có rất là nhiều luôn. Và mình thấy là cái sự kiện hoa anh đào vẫn còn mọi người. Đó, vẫn còn là hoa nha các bạn.
Đó, vẫn chưa hết đâu các bạn ơi. Về mấy cái bộ đồ chế tạo nó cũng còn mọi người. Đây là các bạn ơi, nó vẫn còn nha, không có biến mất. Như là nó giờ lại còn 13 ngày đó mọi người ơi. Chưa có kết thúc sự kiện đâu. Đó là các bạn yên tâm nha mọi người. U là chờ, tôi tưởng là kết thúc thì nó mất luôn các bạn ơi. Tiếc hay là còn gia hạn thêm. Rồi và mình đã chế tạo xong cái sơn màu cực tím. Đó, rất là đơn giản thôi và là trả nhiệm vụ nha. Ok, tí mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tìm 10 cái vị trí kia nữa. Đó, được 450 xu nữa nè. Rồi thêm một cái nhiệm vụ chế tạo nữa mọi người. Chúng ta có hai cái nhiệm vụ chế tạo nha. Rồi tiếp tục. Đó, đó là cái chế tạo tàu vũ trụ. Đó, làm đinh ốc vít nha các bạn. Cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đó, chúng ta sẽ là mua cái vật liệu alien, sub alien mọi người, để chúng ta chế tạo nha. Các bạn nào mà chưa biết thì có thể là qua nhà mình. Đó, mình có cái máy làm sub đó các bạn. Cái này thì trong cái sự kiện là năm ngói rồi mọi người. Đó, mình có cái sự kiện cái máy chế sub đó các bạn ơi. Rồi để tôi kiếm tôi coi coi. Đó, một tím nào mọi người ơi. Đây 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 các bạn ơi, mình thấy rồi. Đó, quầy thức ăn người ngoài hành tinh nè. Có bán là tất cả luôn nha. Và như là cái trong cái sự kiện mới thì cũng có cái máy làm thức ăn đó các bạn. Nhưng mà chưa có đủ điểm để đổi. Đó các bạn không thể là đổi cái máy đó cũng được. Hoặc ra ngồi chỗ camping mọi người. Cái chỗ mà ông bíp bíp á, đó cũng là cái bán sub nha các bạn. U là trời, tôi tưởng là cập nhật thêm là mấy cái đồ chế tạo mới ở trong cái cửa hàng này mọi người ơi. Tía ra là không có cái gì mới hơn cả các bạn. Đó, rất là buồn luôn. Đó, tích kim cương đồ rất là nhiều nhưng mà không có cái gì để chế tạo hết. U là trời rồi, ok. Và mình đã xong cái nhiệm vụ rồi nha. Bây giờ mình sẽ là đi trẻ nè. Đó, và có cái nhiệm vụ này. Đi tìm là 10 bộ phận là tàu vũ trụ nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ cho các bạn là 10 cái vị trí. Đó, các bạn khỏi là đi tìm luôn nha. Đây, hãy tìm các bộ phận của tàu vũ trụ ở Playa. Đó, chúng ta sẽ là có cái 10 vị trí nha. Và bây giờ mình sẽ là hướng dẫn các bạn là các vị trí đó. Rồi, đầu tiên nè. Đó, chỗ chị bán kem nha. Rồi, ok, tiếp tục. Đó, các bạn sẽ chạy ra cái chỗ này. Đó, chỗ là đại nhạc hội nè các bạn ơi. Đây, 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 đây. Đấy, một cái nữa nè, số 2. Rồi, vị trí số 3 là cái chỗ chiếc xe mui trần. Đó, Rolls Royce này. Rồi, tiếp tục một cái là cái chỗ cái chú gấu này các bạn ơi. Đó, trên cái bàn này mọi người ơi. Đây, xong, 4 cái nha. Rồi, tiếp tục một cái nữa là cái chỗ trên khí cầu này mọi người ơi. Đó, một cái nữa nha. Rồi, 5 cái rồi. Tiếp theo là một cái ở trong cái nhà me này. Đây, đây, đây các bạn ơi. Rồi, 6 cái nha. Và thêm một cái nữa. Đó, chỗ cái hồ câu cá này các bạn ơi. Đó, thấy chưa, mọi người thấy chưa. Rồi, xong, 7 cái nha. Và cái thứ 8 thì ngay cái chỗ sân bay mọi người ơi. Đó, chỗ hãng hàng không nè. Đó, ngay cái chỗ cái valley này. Rồi, tiếp tục cái thứ 9 là cái chỗ là bán bét nè các bạn ơi. Đó, cửa hàng bét nè. Và cái cuối cùng là cái chỗ vòng quay đu quay đấy các bạn ơi. Đó, chỗ chú gấu chúng ta. Đây, xong, 10 cái nha. Và hướng dẫn xong cái nhiệm vụ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nhiệm vụ trong cái lịch bé alien nha mọi người. Đó, chúng ta có hai cái sự kiện nữa. Rồi, ok. Và mình sẽ là trẻ cái nhiệm vụ này. Rồi, được 100 xu nè các bạn ơi. Nhân 3 là 300 xu luôn. Wow. Và đây là các nhiệm vụ trong cái lịch nuôi bé alien của chúng ta. Đó, đạt điểm A+ ở trường nè. Đó, ok, ai mà xin đi học thì sẽ được. Rồi, làm trứng nở không xác định nè. Cái này thì các bạn sẽ là qua bên trung tâm các bạn mua trứng nha. Rồi, chụp ảnh trước cái bánh kem kỷ niệm 2 năm nè. Đó, cái nào dễ làm trước nha mọi người, mình sẽ hướng dẫn các bạn là chụp ảnh trước. Đó, sau đó các bạn sẽ là qua trung tâm mua cái trứng alien để ấp nha mọi người. Đó, nở ra thì mới nhận nhiệm vụ xong nha các bạn ơi. Rồi, giúp đặt vụ ke, cái này là nhiệm vụ ngày mai mới có nha mọi người. Một ngày chúng ta sẽ là được một lần. Đó, tối đây chúng ta sẽ là nhận làm 5 lần mới xong nha mọi người ơi. Ok. Và đầu tiên là chúng ta sẽ là chụp ảnh đó trước cái bánh kem này. Rồi, xong. Đó, thấy chưa các bạn ơi. Đó, rất đơn giản, các bạn chỉ làm việc tới cái bánh kem và các bạn chụp ảnh là xong nha, selfie là xong nha. Rồi, ok, bé dễ luôn. Đó, ai không biết làm nữa thì cũng bó tay rồi, 100 xu nữa nè các bạn ơi. Và tiếp theo là mua đồ ăn cho Franklin. Rồi, yêu cầu đến trung tâm thành phố và mình sẽ là qua bên trung tâm thành phố nha. Đó, để là mua bit alien mới luôn. Đây 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 các bạn ơi, đây các bạn ơi. Đó, chỗ bếp mới của chúng ta đây các bạn ơi. Xịn xò chưa? Đó, u là trời, trong này bán bếp nè các bạn. 300 đá quý luôn mọi người ơi. Con xanh là 250 kim cương. Đó, còn con tím là 300 kim cương luôn. Quá là dữ các bạn. Một bình thường là mua cái trứng là chỉ có là 50 viên kim cương thôi mọi người. Mà cái này là mua luôn là 300. U là trời, rồi ok. Chắc mình sẽ là không mua đâu các bạn ơi. Để mình mua cái trứng mình up lên cho nó dễ nha mọi người. Đó, chứ mua nguyên con bét này hơi khoai các bạn. Hơi tốn kim cương nha. Mua hết cái đống đó chắc là hơn 1.600 tiền sao các bạn ơi. Đó, 4 con thường là 250 rồi mọi người. Đó, cộng 4 con là như là 1.000 rồi nè. 2 con tím là 1 con là 300, 2 con là 600. Là 1.600 kim cương là mua full đó các bạn.
Rồi, nhưng mà mình là không chơi dại như đâu các bạn ơi. Mình có 1.200 kim cương thôi. Mình sẽ mua một cái quẻ trứng về mình áp nha. Đó, tí tôi về tôi áp thử cái rare pet tím không nha mọi người. Và đây là cái chú pet của chúng ta, Franklin đây. Đây, đây, đây các bạn ơi, nhiệm vụ sự kiện. Đó, các bạn sẽ là đi mua cái thức ăn nha, theo yêu cầu. Rồi, một cái bắp rang. Đó, cái bắp rang này thì các bạn thấy quen quen không? Đó, các bạn sẽ chạy ra chỗ camping nha. Đó, chỗ cái ông mà bíp bíp á. Đó, các bạn sẽ là mua cái bắp rang ở ngoài đó. Đây, đây, đây các bạn ơi, đó, các bạn sẽ chạy ra cái chỗ này nè, quầy bán nước kem đó. Đó, con cái ông là tên là Bíp Bíp nè. Đó, bữa mình có giới thiệu qua đó các bạn ơi. Các bạn mua cái bắp rang này rồi, mua hết shop luôn. Và nói chung là lâu lâu cũng ghé thì là mua nhiều lần nha các bạn ơi. Đó, đỡ mất công là phải đi nhiều lần nha. Đó, mua 3-4 cái một lần luôn, đỡ mất công. Ok, để mua xong. Bây giờ mình sẽ là đi trả nhiệm vụ nha mọi người. Cũng rất là đơn giản thôi. Đó, chỉ cần là các bạn xem cái video của mình hướng dẫn nó thì mọi thứ nó sẽ là rất là đơn giản. Rồi ok, trả nhiệm vụ xong rồi nè. Đó, nhân bè là 300 xu nha, quá là thơm luôn. Rồi đến với cái tiết mục nhân phẩm đây, ấp trứng này các bạn ơi, ấp pet đây. Đó, lâu lâu thì có một lần nha mọi người. Và mình thấy là dạo này là cái em cũng xuyên ra pet mới lắm các bạn ơi. Đó, thấy được cập nhật này cũng ra pet mới mọi người. Rất là tốn kim cương nha. Rồi, cái gì đây? À, một cái pet alien nhỏ, so màu vàng, đó, pet xanh nha. Đó, mua cái 50 kim cương thôi. Đó, mà mua trong shop cái là 250 kim cương, u là trời. Ai mà không biết ngỡ là mua cái con kia 250 kim cương là bị hớ nha. Đó, là hớ to luôn á các bạn ơi. Rồi xong. Đó, và mình sẽ là nhận cái phần thưởng trong này, ba cái khối bô các bạn ơi. Đó, và khi các bạn là mở hết tất cả các cái cảm xúc đó, các bạn sẽ nhận một cái đĩa bay mô hình nha mọi người. Đây này các bạn ơi, đó, cái cuối cùng nè, mô hình đĩa bay, đó chứ không phải là cái đĩa bay nha. Đó, cái này là để trang trí nha các bạn ơi. Đó, và thêm là 300 xu nữa nè. Rồi mấy cái này là để ngày mai mới làm được nha các bạn. Còn cái đạt điểm E cộng thì các bạn có thể là đi học. Đó, thì tí mình sẽ là đi học sau nha mọi người. Mà kiếm cái điểm E cộng hơi bị khó đó các bạn ơi. Đó, lâu lâu mình mới đi học mọi người. Đó, mình toàn là điểm E, điểm B không à. Đó, kiếm E cộng hơi bị khó đó các bạn ơi. Chắc là phải đi học mấy lần thì mới được đó mọi người. Rồi, và mình có 2.500 xu nha các bạn. Chưa đủ điểm để mình đổi hai cái bộ đồ kia. Tốn là 3.600 luôn. Đó, bộ đồ màu tím nè các bạn ơi. Và cũng có một cách để chúng ta nhận thêm xu đó trong cái quà tặng hôm nay nha. Trong này thì chúng ta sẽ nhận thêm là 220 xu nữa nha mọi người, hàng ngày nha. Đó, ngày này cũng vô đây nhận hết. Đó, mấy cái khối này dễ thương ghê các bạn ơi. Đó, mấy cái khối alien này nè, dễ thương ghê các bạn. Đó, đủ màu sắc luôn. Wow wow wow, rất là đẹp luôn. Ok, các bạn nhớ là nhiệm vụ để nhận nha. Rồi, và bây giờ mình đang làm cái nhiệm vụ cuối cùng, đó chính là đi học đạt điểm E cộng nha các bạn ơi. Đó, các bạn phải là đạt B điểm E cộng thì mới xong cái nhiệm vụ đó nha. U là trời, rất là khó luôn các bạn ơi. Đó, mình rất là cố gắng nha, không biết là được điểm E cộng không nha mọi người. Đó, ok, các bạn này mà hay đi học á, đó, học giỏi á, đó thì là nhiệm vụ này rất dễ luôn. Chứ là mình làm cái buổi rồi chưa được điểm E cộng nào hết đó các bạn ơi. U là trời. Rồi, ok. Và như vậy là cái video của mình ở đây đã kết thúc nha các bạn. Đó, và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da. Ừ là trời, mới có E các bạn ơi, chưa được E cộng nha. Đó, trong này bắt làm B cái E cộng nè các bạn ơi. 100 xu nữa nè mọi người. Rồi, rất là khó luôn.